Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và hôm nay như thường lệ chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị giáo sư Nguyễn Châu. Xin rồi, chào giáo xin sư. Xin chào anh Nam và xin chào quý khán giả. Thưa giáo sư, là trong cái lúc mà chúng tôi đọc báo trong nước á, thì hay thấy hai cái chữ như thế này nè. Ngoài số chữ giáo sư đã phân tích rồi, thì có hai cái chữ mà tôi thấy được nói rất là nhiều là chữ bức xúc và chữ xử lý. Cái gì cũng xử lý và cái gì cũng bức xúc. Cho nên nhiều lúc mình thấy cái chữ này nó được cũng bị lạm dụng rất là nhiều. Cho nên trong cái chương trình ngày hôm nay đó, chúng tôi muốn mời giáo sư cùng chúng tôi đề cập một cái chữ trước là chữ bức xúc, và sau đó trong một chương trình nào đó gần đây mà giáo sư nói về cái chuyện mà xử lý theo kiểu trong nước. Thưa quý vị, thì giáo sư khi giáo sư đọc chữ bức xúc đó, giáo sư có ý nghĩa gì, và giáo sư thật sự đó, cái chữ đó là chúng ta nên phân tích như thế nào, thưa giáo sư? Khi mà tôi đọc báo trong nước và đọc một số cái bản tin đó, thì thấy rằng cái chữ bức xúc họ dùng đó là tự nhiên tạo ra một cái chữ để cho nó lạ thôi, nhưng mà nó không đúng vào cái khi họ sử dụng. Ví dụ như thế này, thì sau đây là một cái số mà tôi trích ra để cho quý vị thấy. Ví dụ như là chữ bức xúc trong tin tức giải trí của cái website giải trí: bức xúc của đàn ông khi ở rể, ngoài việc bị người ngoài xem là chó chui gầm chàng thì trong sinh hoạt hàng ngày đàn ông ở rể cũng gặp rất nhiều phiền toái. Thì chữ bức xúc mà dùng trong chỗ bức xúc của đàn ông ở rể, thì chữ bức xúc này á, họ dùng với nghĩa bực bội, bực chí và bất mãn, chứ không có nghĩa gì bức xúc hết. Bởi vì đó là chưa kể chữ bức xúc này không có nghĩa gì hết đó. Rồi thêm một câu khác: hồi những người bị bức xúc cần phải giải tỏa. Thì chữ bức xúc này là ân ức, là coi như họ nói theo cái hiện tại này là họ bị suy thoái về tinh thần, rồi họ đâm ra họ bực bội này nọ, họ gây gổ lẫn nhau và ưa gây gổ và ưa, nghĩa là ưa chửi bới lẫn nhau. Thì có hồi những người bị bức xúc cần phải giải tỏa, nhưng mà giải tỏa cùng với những người bức xúc khác, tất nhiên là chữ bức xúc này là họ hiểu theo cái nghĩa bực bội, bực chí, bất mãn và uất ức và bị ức chế nữa đó. Thành ra không có dính dáng gì về hai chữ bức và chữ xúc cả. Rồi một câu khác, cái này thì rõ ràng lắm: Việt Hương bức xúc vì bị bầu sô bỏ rơi ở Nhật. Tức như là cái nữ tài tử Việt Hương này được mời sang Nhật để trình diễn, nhưng mà khi xuống máy bay vào lúc 1 giờ khuya tại Nhật á, thì không ai đón hết, đi lang thang giữa đường cũng biết chỗ nào nằm. Đến khi có một cái tiệm mặt xa gần đó ban đêm không ai ấy, thì họ hâm mộ, họ cho vô trong nửa năm đó. Thì đó, Việt Hương bức xúc vì bị bỏ rơi ở Nhật. Rồi về việc rõ hơn, Việt Hương rất bức xúc khi bị bỏ rơi, đối xử tệ bạc khi sang Nhật lưu diễn. Thì chữ bức xúc này có nghĩa là gì? Chữ bức xúc trong những câu này á, Việt Hương, Hoài Lâm, Hồ Quang, Cẩm Ly bức xúc đến bật khóc vì bị đối xử tệ tại Nhật. Thì chữ bức xúc này không dính dáng gì tới cái chuyện tình cảm hết. Thì bức xúc này họ dùng có nghĩa là gì? Là uất ức và bất mãn. Vì khi bị đối xử mà tàn tệ, đối xử không đúng mức, thì cái đó mình uất ức, mình bất mãn. Mà uất ức không có gì là xúc, không có gì là bức hết. Tôi cảm thấy bức xúc khi nghe anh nói chuyện như vậy. Đó. Bức xúc đó. Cho nên thì chữ bức và chữ xúc á, là hai cái chữ này không đi đôi với nhau được. Là bởi vì á, nếu khi ta phân tích từng chữ, bức là gì? Nghĩa thứ nhất của bức là ép buộc. Cưỡng bức lại khác. Đây là bức này là ép buộc á, là trong chữ bức bách. Bức bách chưa? Bởi ép buộc mà bắt làm gấp. Bức lắm. Bức lắm tức nhiên là phải bung ra thôi. Thì chữ bức, bức là cái tình trạng mà gấp quá rồi phải giải quyết, nếu không á thì không thể yên được. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, bức là gây khó chịu. Ví dụ như nóng bức. Nóng bức. Đó thì cái nóng là làm cho mình khó chịu. Đó thì sao cái chữ bức này á, nó không có dính dáng như cái chữ bức xúc mà báo chí Việt Nam đang dùng.
để tức là như vậy, còn xúc là sao anh? Xúc là đụng. Xúc là đụng, dạ. Va vào cái gì thì gọi là xúc. Ví dụ như xúc phạm hả? Đụng vào cái gì là xúc phạm. Đó. Rồi, còn nữa, bức là ác hiếp. Rồi, cái nghĩa chính của nó là thế này. Cái nghĩa đầu tiên của chữ bức á, là cái tình cảnh của một người bị rơi vào một cái nơi mà hai bên nó chèn ép quá sát, không cầu cửa được. Không cầu cửa được thì gọi là bị bức. Bức tức là hai bên nó đưa tới cái bức thành, nó ép bên này giữa. Như vậy gần với chữ bức màng sắt phải không? Không, cái bức đó là khác. Yeah. Chữ bức đó là tức là một cái đổ xuống. Thì chữ bức là khi căng thẳng quá. Chữ bức trong đây có nghĩa là căng thẳng nữa. Đó, thì còn khi mà chữ cưỡng bức lại khác, là dùng uy quyền để mà ép thì mới gọi là cưỡng bức. Thì rồi cái chữ bức là ép á, là Việt Nam gọi dùng cái này đúng là bức cung. Trong cái tòa án bức cung tức nhiên là ép cung. Ép cung. Đó, ép người ta nói theo, khai theo cái lời của mình, theo của thẩm tra viên. Trong từ điển ở Việt Nam á, mà từ điển Anh Việt á, thì giải nghĩa chữ bức xúc này không dính gì với cái bức xúc mà báo chí dùng hết. Ví dụ bức xúc là pressing, urgent, imperative, và là vấn đề bức xúc là urgent matter. Cho nên thì trong cái nghĩa từ điển thì đúng, thì bức này là còn cái gì gấp gáp cần phải giải quyết. Còn cái bức xúc đến khóc thì không có cái gì gấp gáp mà cần giải quyết hết. Đó chứ kể chữ xúc á, là đụng chạm. Chữ xúc đầu tiên, chữ xúc có nghĩa là ngặt nghèo, cần kíp, phải giải quyết liền. Chữ xúc này là gì? Là cần làm nhanh. Ví dụ như chị gì? Chữ xúc tiền. Xúc tiền. Đó, gấp gáp. Tức nghĩa là phải xúc tiền. Tức nghĩa là phải làm nhanh đi. Rồi xúc là va chạm. Ví dụ như phạm vào cái gì thì gọi là xúc phạm. Chữ xúc còn có nghĩa là về tình cảm, về cái xúc động, tâm lý xúc động, và là hầm, có nghĩa là hầm hực. Và cái gì đồng tới tâm, đồng tới trí mình thì gọi là xúc. Ví dụ như cảm xúc động, cảm xúc, và xúc giác là biết, là do sự đồng chạm. Đó, xúc giác tức nghĩa là biết do sự đồng chạm. Thì nếu như chúng ta trở về cái nguyên ngữ của chữ bức và chữ xúc thì ta thấy rằng hai chữ bức xúc mà mấy người với Việt Nam sáng tạo ra đó là không có gấp gáp gì hết. Nhưng mà em hỏi anh câu là cái chữ bức xúc là trước năm 75 có bao giờ nghe nói chưa? Trước 75 không có, chỉ có ngoài Bắc mới có. Như vậy đặc sản đến từ Hà Nội? Đến từ Hà Nội, chữ này rõ ràng là chữ của VC. Đó. Thành ra có những người ví dụ họ không biết gì về ngôn ngữ, rồi tự nhiên họ nói ra. Rồi có thể là vì một cái lãnh tù này nó, cho nên từ cái chỗ lãnh tù nói ra thì giới này không sửa được. Cứ theo đó mà nói. Thì chính cái đó trong từ điển thì nói đúng, mà ở ngoài thì dùng sai. Thì như vậy chữ bức xúc và cái thành ngữ bức xúc để chỉ tâm trạng bực tức, bất mãn hoặc uất ức là không ổn, không đúng. Vì so với nguyên ngữ của chữ bức và chữ xúc thì cái sáng tạo này không có liên quan gì đến cái ý nghĩa cả. Cho nên hai cái chữ này là một cái chữ bày đặt ra, nhưng mà nó không đúng, vì không đúng với hai cái nguồn gốc của cái chữ bức và chữ xúc. Đó. Thành ra cái chữ bức xúc này á, chúng ta coi như là nếu như được á, thì những cái cơ quan mà thuộc về văn hóa cần phải có ý kiến đối với các nhà báo để họ sử dụng chữ cho đúng hơn. Thì khi đó mới hy vọng rằng một ngày đó là ngôn ngữ Việt Nam nó trong sáng và nó có gốc gác hẳn hoi. Bởi vì chữ thì phải nó có gốc gác. Chứ không có gốc gác hẳn có biến chế đi nữa thì cũng phải biến chế từ gốc gác. Đó. Còn những cái chữ mình dừng đứng lên mà có chữ của gốc gác mà lại không có nghĩa của gốc gác thì những cái đó càng làm cho tối tăm cái ngôn ngữ đi. Mặc dù á, cái nguyên tắc này, cái chữ gì dùng quen đi thì cứ dùng, nhưng mà nếu đưa vào trong văn hóa thì không được. Thưa quý vị, trong cái việc mà cái dòng sống của loài người đó, chúng ta luôn luôn gặp những cái hiện tượng mới, gặp những cái phát minh mới, gặp những cái khoa học mới, nó xuất hiện luôn trong đời sống của mình.
Ví dụ như cách đây mấy chục năm ta không nghe đến cái chữ computer, đúng không? Ta mấy cách đây mấy chục năm ta không nghe đến cái tàu vũ trụ, đúng không? Hay là ví dụ như vậy, hay là chúng ta không có, hay là kính hiển vi, chúng ta không, trước đây cả trăm năm ta không biết cái chuyện đó. Nhưng trong cái dòng sống là người khi trước cái phát minh mới, trước cái phát minh mới, trước những cái sáng tạo mới á, cái cần có một thuật ngữ, cần có từ ngữ để nó nói về cái đó, thì nó dựa vào một cái etymology á, nó ghép lại đó, phải là nguyên ví dụ như chữ psychotherapy là cái khoa mà điều trị tâm lý học á, nó lấy chữ psycho, thì có psycho là tâm, tâm đấy. Và psychotherapy là chữa bệnh trị liệu đó, thì nó kết hợp hai cái chữ psychotherapy thành ra một chữ mới. Cái chữ mới này là phương pháp là điều trị tâm bệnh học. Vậy thì cái chữ đó nó luôn luôn được chế biến, và cho nên trong cái bộ từ điển Webster của Mỹ nó càng ngày nó càng dày hơn, và số từ ngữ nó càng ngày càng nhiều hơn. Có cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý là thế này, nhất hẳn là người Việt và những người có trách nhiệm về văn hóa và giáo dục. Thì như Nam vừa nói đó, sở dĩ mà Âu Châu, nói là Âu Châu thôi bởi vì Mỹ cũng là một phần của Âu Châu mà thôi, sở dĩ người Âu Châu, cái ngôn ngữ của họ đi tới làm cho chúng ta thấy rõ những vấn đề. Là vì sao? Cái gì cũng có chế biến sáng tạo nhưng vẫn có cái gốc của nó, không bao giờ bỏ cái gốc, không bao giờ bỏ. Ví dụ như là tâm lý học thì học gì? Học về tâm. Thì chữ psycho đó, psychis là tâm, logy là nghiên cứu, thì psychology. Rồi bây giờ patho là bệnh, thì nghiên cứu về bệnh học thì pathology, luôn luôn có cái gốc. Còn bên này bức xúc lớn có gốc gì hết, gốc ý là muốn nói, ý muốn nói là khi mà chúng ta đứng trước một cái từ ngữ mới á, mà mình không quen á, mình vào trong cái etymology, cái trở về nguyên ngữ, trở về cái nguyên ngữ, nguyên ngữ hồi xưa nó gọi là tầm nguyên từ, còn tầm nguyên là trở về nguyên ngữ đó, đó tầm nguyên từ điển, mình về cái trong cái cuốn mà tầm nguyên từ điển là etymology đó, etymology để mình tìm. Mà trong cái tầm nguyên từ điển nó có cái hay như thế này, nó biết là cái năm đầu tiên cái chữ gì, cái lần đầu tiên cái chữ nó ra trong hoàn cảnh nào, ai là người nói cái chữ đầu tiên. Bài báo đó, ví dụ như cyber shopping là mua sắm trên mạng á, thì lần đầu tiên á, cái chữ đó được dùng ở đâu, lúc nào, do ai, và tại sao gọi là cyber shopping là mua sắm trên mạng. Thì mình đọc như vậy thì cái mình có nghĩa là cái gia phả của cái chữ đó nó được trình bày trước mặt mình. Thành ra vấn đề bây giờ nó, khi mà Nam nhắc tới cái chuyện gia phả của chữ nghĩa đó, thì chúng ta phải thấy rằng cái người Việt của mình, kể cả những người được phong danh hiệu là trí thức, có một cái điều rất tệ là không bao giờ quy về nguồn gốc để mà sáng tạo. Cho nên á, cái gì cũng tưởng là mình là người đầu tiên bày ra cái đó. Và người Việt Nam là hay có một cái thói quen, ai cũng muốn mình là người đầu tiên dừng ra một cái, tôi là cái người đã phát minh ra, ngay cả chữ nghĩa. Cho nên không có gốc thì trên này không thể xây dựng được một cái gì vững vàng hết. Vậy thì chữ bức xúc đó, theo cái hiểu biết của anh đó, thì anh có cái khái niệm nào về cái sự ra đời của nó, về gia phả, về từ nguyên từ điển nó như thế nào thưa anh? Từ nguyên từ điển của bức xúc là không có. Cái này chỉ là một số người khi họ nói là họ cái uất ức, bực bội, nhưng họ không dùng chữ đó. Hoặc là có người khi ta nói bức quá, cái này bức quá chịu không nổi đó, thì người ta đi tới một cái chỗ là không tìm ra được cái người nào đã nói chữ bức xúc đầu tiên đó. Thì bây giờ ngay cả cái văn chương mà trước 45 cũng không có. Yeah. Thì có thể là đến cái sau 54 cũng chưa có. Yeah. Là bởi vì khi đó cũng còn cả ảnh hưởng của từ lực văn đoàn đó. Cho nên cái ngôn ngữ mà sau này á, khi mà người ta có cái thời gian, là theo tôi đó, thì cái thời gian mà dùng chữ ý ngắn toàn bộ ngoài miền Bắc á, thì đó là vì cái một cách dùng chữ chiến lược.
là bởi vì hồi đó thì Việt Nam có gián điệp ra những người thả ra đó. Nếu như viết thư về nhà mà nói em yêu quý, mà viết chữ y dài là lộ ra mày không phải là người ngoài này rồi. Đó. Trong trong từ đâu đến đó, 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 đó. Cho nên là khi đó là viết toàn y ngắn hết. Đến bây giờ thì viết bố xua, không kể y ngắn đi dài, bác sĩ nó ra một chữ y dài thông lòng đó. Đó. Cho nên là hết cái chiến lược rồi thì họ trở lại, nhưng mà họ cũng trở lại một cách bừa bãi, không có nguyên tắc, không có trật tự, và nhất hàng là không có gốc gác. Như vậy tại sao mà cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ có cái viện ngôn ngữ học, mà họ không có những cái, họ có tài nguyên từ điển, họ có những cái cuốn từ điển nào để nói về cái nguồn gốc ngôn ngữ tiếng Việt không thưa anh? À, họ đã có cố gắng. Thì cái đó là năm 1995, à 1995, họ đã ra được một cuốn từ điển bách khoa đến chữ vân đê mà thôi. Thì thị trường tự do có nhận được một cuốn do một cái người Mỹ mua về tặng tôi. Và khi đó tôi đã đọc xong cái cuốn đó đó. Khi mà người Mỹ, cái bà bác sĩ mà Barbara Cohen đó, đem về cho tôi cuốn từ điển đó, thì tôi mừng lắm. Tôi nói một cái nước, một quốc gia là phải có cuốn từ điển bách khoa. Bởi vì dù cho nó có thiếu sót đi nữa thì cũng cứ căn cứ vào đó, nếu người nào viết sai bách khoa là không đúng. Nhưng mà bên này là chính cái bách khoa đó là sai. Cho nên báo Thị trường Tự do năm đó đã có một cái số đặc biệt, chủ đề là vạch áo cho người xem lưng, từ điển bách khoa Việt Nam. Thì 2 năm sau, cuốn từ điển bách khoa đó tại Hà Nội đã có một cuộc họp, và giáo sư Lý Chánh Trung đã tuyên bố như thế này: có quyền thiếu chứ không có quyền trật. Là bởi vì trong đó là cái 3.000 trí thức của Việt Nam đứng ra để mà bảo trợ cuốn sách đó, cho nên vạch áo cho người xem lưng là như vậy. Thì trong đó một trang đầu tiên á là có 9 từ nhưng mà sai hết 8 từ. Đó là chưa kể mở đầu không có một cái thứ từ gì hết, cho nên cuối cùng cuốn đó đã tốn, như vậy là theo như báo chí Việt Nam cho biết là cái đó là tốn 2.600 tỷ để lập cái ban mà viết những cái đó, nhưng mà cuối cùng là phải bỏ đi. Thưa quý vị, cái vấn đề này, cái chuyện mà từ điển trong nước hiện nay là một đề tài lớn mà báo chí trong nước đề cập, một đề tài lớn mà báo chí trong nước đề cập, bởi vì cái mẫu, cái khuôn mẫu mà nó trật thì các thế hệ học sinh ngàn năm sau sẽ trật. Cho nên chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong dịp khác. Như hôm nay mời giáo sư Châu tiếp tục trở lại cái đề tài bức và xúc, hay bức xúc thì bức xúc như vậy là cái chữ bức xúc này á, là nếu có thể thì phải bỏ đi, và thay vào đó là chữ uất ức, hoặc là bực chí, hoặc là bức mạng, hoặc là bực bội. Bởi vì chữ bức và chữ bực á, là nói trẻ ra bực quá, bực quá tức như là phải giải quyết chứ không thể nào mà chịu đựng được đó. Thì cái người mà bị bỏ rơi ở sân bay rồi đi lang thang giữa thành phố Nhật vào nửa đêm á, thì cái đó là chi? Uất ức, bực bội, chẳng có gì bức xúc hết. Bởi vì không có ai mà có thể ép mình có tình cảm được hết, có cảm xúc được hết. Cảm xúc là một cái hiện tượng tâm lý, khi mà có sự vật ở ngoài đụng vào tâm trí thì nó bộc lộ ra. Cho nên á, muốn sáng tạo ngôn ngữ thì cũng phải quy về cái nguyên ngữ, tất nhiên là phải về cái gốc gác. Và nếu như người Việt Nam mà chịu từ cái hành động, từ ngôn ngữ cũng trở về gốc gác, cái gì cũng phải trở về gốc gác cả đó, thì mới có thể đi lên được. Bởi vì không có gốc thì không có làm gì được hết. Dạ. Như vậy thì theo giáo sư Châu đó, chúng ta nên trở lại cái nguyên trạng của nó về chữ bức xúc là một chữ mà không nên dùng, không nên dùng, và nên bỏ đi cái chữ đó. Trong như là đại khái như thế này, trong khi mà nghiên cứu với thảo luận như thế này, với trình bày như thế này đó, là chúng ta cũng có một phần đóng góp để cho những người sẽ hoặc là đang làm từ điển của Việt Nam đó phải quan tâm, để mà có những cái chữ đúng và sáng sủa
cho ngôn ngữ Việt Nam trong tương lai. Nhưng mà nhìn một cách khác như thế này, giáo sư Châu, ngôn ngữ làm thói quen, làm quy ước, một ước lệ của xã hội. Có những cái chữ nó thật là vô lý, nhưng ta dùng siết trở thành quen, và qua thời gian thì nó trở thành một cái chữ chính thức trong cái dòng văn hóa, trong dòng ngôn ngữ. Thì cái chữ bức xúc này anh nghĩ bây giờ bỏ ra khỏi đời sống Việt Nam cũng rất là khó. Bằng ngay cả những chữ Việt Nam, bởi vì họ có chỗ dùng đúng. Ví dụ trong từ điển thì ghi đúng. Vấn đề bức xúc tức là vấn đề gấp gáp cần phải giải quyết ngay. Đó, từ điển thì đúng, nhưng mà người dùng ở ngoài sai. Vậy thì làm sao? À, thì bây giờ có như là cũng có thầy chấm thi. Và cái cơ quan mà văn hóa đó phải xuất tội những người dùng sai để cho điểm không. Như vậy mới được. Đó, còn chẳng hạn như bây giờ chúng ta có những chữ là không phải là dùng quen đi rồi nó đúng đâu. Ví dụ như bây giờ một cái chữ, ví dụ tại sao gọi là cá thu? Vô lý phải không? Nhưng vì cái mùa thu nó hay có cá đó thì gọi là cá thu thôi. Nó vẫn có gốc khác hẳn thôi. Chứ không phải sáng tạo, nhưng không đưa ra một cái chữ mà không dính vào đâu hết. Không dính vào đâu. Đó, ví dụ như bây giờ là chữ xe khúc nó không dính vào đâu hết. Nếu muốn nói to là phải khổng, bởi vì khổng là lớn. Rồi trong cái ngôn ngữ mà có các nhà khoa học dùng, ví dụ như kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô, thì cái đó là quý vị đặt chữ ra để mình nói với nhau thôi. Bởi vì vĩ là lớn, nhưng mà chữ vĩ không phải lúc nào cũng dùng để chỉ lớn. Ví dụ như chữ vĩ đại là lớn lắm, là để mà ca ngợi mà suy tôn. Còn vi mô, vi là nhỏ, thì cái kinh tế quy mô nhỏ, kinh tế quy mô lớn. Ngày xưa thì gọi là tiểu quy mô và đại quy mô, nhưng bây giờ mình dùng quy mô lớn, quy mô nhỏ đi. Đã bây giờ kinh tế vĩ mô, nhân dân đọc ra việc vĩ mô là cái gì đó. Nhưng mà vì sao những cái người chuyên môn á thì coi như là thôi dùng gọi để cho tụi ngoài nó nghe, giống như vịt nghe sấm, để cho mình là oai lên. Cũng như cái người đi Nga về thì sai cái gì trên thì Nga có hết. Đó, tức nghĩa là cái xỉn chữ, một cái thói quen mà có như là từ ngàn xưa rồi. Rồi bây giờ, ví dụ trong cuốn từ điển mà của Việt Nam đó, tự nhiên có chữ acapella. Tức nghĩa là một từ gốc tiếng Anh, tiếng Nga. Đó, cho nên cuối cùng trong cuốn từ điển mà đã sai thì sai hết, nhưng mà may là họ bỏ rồi. Bây giờ bắt đầu có thể làm lại. Cái đó thì cũng là kiểm điểm ghê gớm lắm, nhưng mà cuối cùng không biết ai là cái người đứng đầu mà thực sự. Chỉ thuê một nhóm người, ví dụ như là có học, có bằng về, có gì thì bắt ngồi đó để làm, nhưng mà làm không có nguyên tắc. Cho nên bây giờ chúng ta trở qua này, chữ bức xúc là họ dùng cũng có chữ, nhưng mà dùng đúng chữ bức xúc. Tức là trong chữ bức xúc là có sự gấp gáp, vì bức là gấp rồi cần phải giải quyết ngay, nếu không giải quyết thì không thể nào sống nổi. Đó, nhưng mà chữ xúc á thì tiếng Việt xúc là chỉ là dùng cái sen để mà múc đồ, là xúc cơm. Mà bây giờ bức xúc là cái gì đó. Cho nên là cái gốc của nó, chữ xúc này là nếu như dùng từ Hán Việt thì chữ xúc là va chạm, thì chữ bức và chữ xúc ép va chạm thì đâu có được. Cho nên cái chữ này nếu có thì họ phải dùng đó, tình trạng bức xúc đó, cũng như chữ khẩn trương. Chữ khẩn trương không phải là nhanh lên. Khẩn trương là tình trạng của một cái gì cần phải giải quyết gấp. Nhưng mà Việt Nam khẩn trương mau lên thì không được. Tình trạng khẩn trương là chỉ một tình trạng. Còn cái mau lên là không phải là khẩn trương. Khẩn trương tức nghĩa là căng thẳng. Đó, trướng đó, trong chữ trướng này là chữ căng. Đó, khẩn là gấp. Nhưng trướng lên rồi, bây giờ nếu như mình không xả đó, thì nó nổ. Nhưng mà chữ khẩn trương là trước năm 75 hay sau 75 anh? Sau 75 là xài chữ khẩn trương thành chữ mau lên. Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, đó, đó. Làm việc bình thường, đó. Chơi chủ yếu hay? Đó. Tức nghĩa là những cái đó, chữ, đó, thì đó, trong những cái chữ có thể trong bộ đội đặt ra. Rồi, ở ngoài dùng, lan ra ngoài. Còn chữ khẩn trương á,
là trong Nam có dùng, nhưng mà nói bây giờ lụt đã đến đó rồi, tình trạng của đồng bào ở đó rất khẩn trương, chứ không phải tình trạng ở đó rất mau lên đó. Thì mình không khẩn trương mau lên là không được đó, nhưng mà họ vẫn dùng đó. Rồi bây giờ thì chúng ta còn có thêm những cái chữ này nó liên quan tới cái giáo dục, ví dụ như chữ án. Thì tự nhiên là ví dụ như là sau 75 vô là bắt các thầy ở trong Nam soạn giáo án. Không biết giáo án là cái gì. Với giáo án là bài soạn. Nhưng mà dùng chữ giáo án thì ngon nghe kêu lắm. Curriculum. Không, phải đại là cái bài soạn thôi. Yeah. Thì rồi, rồi cái một bài toán đố. Thì dưới á, trong Nam thì gọi là đáp số, bởi vì là một con số để trả lời. Thì bên này là đáp án. Một con số thì có gì mà án? Là bởi vì không có, không trở về cái gốc của chữ án. Nếu trở về gốc chữ án á, thì ta thấy rằng này, chữ mà họ dùng chữ giáo án, đáp án là toàn bày chữ ra, nhưng mà không có. Bởi vì án á, chữ luận án thì đúng. Đó. Rồi chữ án còn là phá án lề án, tòa tòa án ma liệu pháp, án ngữ. Còn cái đáp án và giáo án là kháng án. Đó, còn thì đáp án và giáo án là không nằm ở đâu hết. Nhưng mà cái giáo án là cái gì ạ? Giáo án là cái bài mà thầy phải soạn ra để đi dạy. Dạ. Vậy trước thì mình thay cái chữ giáo án là bài soạn thôi. À, bài soạn với bài giảng. Bài giảng. Bài giảng với bài soạn thôi. Dạ. À, rồi vì sao mà không dùng chữ án được? Chữ luận án thì dùng được, mà giáo án không dùng được. Thì chúng ta trở về cái gốc này. Chữ án nó có nhiều cái ạ. Chữ án đầu tiên á, là mình hay đọc là chữ là ấn, án là đè xuống. Ví dụ như trong cái phương pháp của Đông y thì có cái án ma liệu pháp, tức như là bấm huyệt với xoa. Án là ấn, ma là xoa, là cách đè huyệt và xoa bóp để trị bệnh. Thường đọc ra là ấn, thường bọc cái chữ đó không kể. Rồi án là gì? Là dùng một sự kiện này để làm chứng cho một sự kiện khác, đó là án. Thì khi nào nói chữ án là sao? Là so sánh đối chiếu những lời khai để lấy ra một cái mà sự thì gọi là án. Cái nghĩa thứ ba của nó đó, án là vỗ. Ví dụ như án kiếm, tức là đưa tay vỗ kiếm, nhưng cái này là trong cái phim kiếm hiệp mới có đó, tính người Việt ấy dùng. Đó, án kiếm là vỗ kiếm, cái này thì hoàn toàn hạng văn. Rồi chữ án là xét nghiệm, là điều tra. Cho nên ví dụ cái ông quan mà lo điều tra các cái sự việc xảy ra thì gọi là quan tuần án. Đó, và ngày xưa có một cái sức quan mà vừa làm tỉnh trưởng vừa xử án thì ta gọi là quan án sát. Công án là công án là chữ án đó, tức như là cái nghĩa gần với luận án. À, để bây giờ đây này, cho nên chữ giáo án về đáp án là hẳn vô duyên lắm. Rồi án là vạch ra mà hạch tội, chữ lên án và kết án. Rồi án là khảo xét một vấn đề rồi việc ra thành bài, trình bày ý kiến riêng của cá nhân mình, luận án. Thì đó là luận án, bởi vì luận án là ý kiến riêng của mình. Còn cái án mà để đi dạy á, là mình lấy sách này sách kia sách đó cũng phải của mình phải dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục, không tự ý mình bày ra được. Cho nên cái án là khảo sát một vấn đề, thì cái án này ấy, cũng nằm trong chữ công án. Là bởi vì cái người họ tu thiền thì họ cần có một cái vấn đề bài tập, một cái phương một vấn đề chứ không phải bài tập. Thì ví dụ như là tất cả đều bày ra cái nghi ngờ để phá nghi thành tín. Đó, còn thì đó là một cái án. Rồi còn cái chữ, cái án của Việt Nam còn chữ nữa, án là cái mâm, là cái bàn, hương án. Hương án về án thư. Đó. Rồi còn một chữ án nữa là cầm và giữ cho vững. Ví dụ như án binh. Án binh là án phải binh giữ bất động. Bất động mà phải giữ đó. Rồi trận đường địch là gì?
án ngữ. Án ngữ, đó. Cho nên cái chữ án ngữ lập lóc, cái access có đi. Đó, cho nên án bên bất đồng thì chúng ta thấy sau khi mà đã đi về cái etymology, đi về cái nguyên ngữ của chữ án á, thì ta thấy cái chữ đáp án và giáo án không nên dùng. Ví dụ một bài toán học thì đáp số. Đấy chưa? Nếu không phải bài toán thì là bài giảng. Không, cái câu trả lời. Lời giải đúng rồi. Lời giải chứ mắc bởi vì em phải đáp án. Đáp số hoặc là lời giải. À, đáp số và lời giải thì rõ ràng mà vừa bình dân mà vừa dễ hiểu nữa. Đó. Cho nên á thì từ với giáo án đáp án là cách ghép sai nguyên tắc. Dùng từ giáo án để chỉ bài soạn của một giáo viên là không ổn. Bởi vì án bao gồm sự phạt biểu hiện cá nhân về một vấn đề như luận án. Trong lúc bài của giáo viên giáo trò là phải theo chương trình giáo dục, theo mục tiêu và không có ý kiến cá nhân. Câu trả lời của bài toán thì gọi là đáp số, cho đề thi thì gọi là lời giải hoặc là bài giải, không thể gọi là đáp án. Đáp là trả lời thì tiếng Anh họ vẫn dùng chữ answer thôi. Đấy, bài gì mà answer hết, tiếng Pháp là response, họ không kèm với chữ án. Đó, cho nên kỳ chính cái chữ án đó đã bao gồm sự trả lời rồi thì không có được. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng là cần phải làm sáng tỏ những cái chữ để cho cái người họ có làm từ điển đấy họ lưu tâm tới, để cho cái tiếng Việt nó càng ngày càng chính xác và nhất là sáng sủa và gần gũi với dân và không bỏ nguồn gốc, quan trọng nhất là như vậy. Một người bạn ở Việt Nam họ nhập cảng sang đây một số chữ hay lâm giáo sư Châu. Chẳng hạn như đó, họ nghe về Việt Nam á, có một vị chốc nữa đó, có một số các vị bên Úc, bên Canada và khắp nơi kể cả Việt Nam gửi thư giáo sư Châu. Chốc nữa giáo sư Châu sẽ có cái mục trả lời thư tín cho quý vị đôi chút. Nhưng mà trở lại cái chuyện có một số người Việt đã di cư trước năm 1975 đó, bây giờ đó họ về trong nước, họ thăm gia đình, họ đọc báo chí trong nước đó, đành phải nói theo ngôn ngữ trong nước đó, hiểu được chết liền à. Hiểu được là chết liền. Thậm chí một vị ở bên Úc đó đã viết thư cho giáo sư Châu nhờ tòa soạn chuyển lại, cũng nói rằng bây giờ 40 năm sau miền Nam bị mất, tôi đọc tiếng Việt tôi hiểu được chỉ có một phần tư. Là ông hiểu được, ông nói một tư là ông nói chỉ 15%, còn một phần tư là còn ít đó, lại là 1/8, right? Ông hiểu được có 1/15 thôi, mà hiểu được 15% thôi, thưa quý vị. Thì chúng ta nói rằng cái chỗ đó chúng ta không có thể cân đo đong đếm được. Nhưng mà ta thấy rằng cái sự khác biệt của ngôn ngữ trong nước và ngôn ngữ ở hải ngoại ngày càng rất là to lớn, ngày càng ở mức độ rất là kinh khủng, thưa quý vị. Chưa kể chúng tôi sẽ có cái ngôn ngữ sẽ thỉnh thoảng tôi xen vào, không phải chỉ nói đến cái chuyện mà ngôn ngữ Việt, tiếng Việt ở trong nước, mà các em lớn ở bên này nó nói tiếng Việt cũng rất là thú vị, nó bị lai tiếng Mỹ. Không thì đúng, cái đó đúng thôi. Nó bị lai Mỹ, cho nên cái ngôn ngữ chúng ta nó bị ba cái sự một số sự chi phối, là một cái sự mà lai căng mất gốc bừa bãi trong nước, dẫn đến cái sự lai căng mất ở tại hải ngoại, nó dẫn đến cái tiếng Việt trong nước và hải ngoại nó rất là khó hiểu và ngày càng trở thành một vấn đề và chúng ta cần phải đặt ra vấn đề. Không, trả lời thì cái vấn đề này đó nó sẽ được giải quyết khi mà trong nước hoặc là một cái nhóm ở nước ngoài làm được một cuốn từ điển bách khoa Việt Nam. Và cuốn từ điển bách khoa Việt Nam đó khi mà nếu như mà bên Việt Nam họ nghiên cứu xong, họ chấp nhận thì đưa cái đó ra Quốc hội. Đó, từ điển bách khoa của các nước là như vậy. Quốc hội chấp thuận tất nhiên là tiếng nói của toàn dân. Người nào nói sai ra ngoài là nói vậy. Kể cả đi thi mà đi viết thi, sai đi đó, viết sai đi, cũng đánh rớt. Không đúng trong từ điển bách khoa của toàn dân là rồi. Đó, vì vậy cho nên ở Pháp á, thì cái từ điển Larousse á, là coi như là mẫu mực. Sau này có làm encyclopedia gì đi nữa thì cũng phải giống như Larousse. Đó. Nhưng mà họ thêm một tiếng á, là phải có quốc hội duyệt. Ví dụ như lơ con gái, cái thời gian mà quân đội Việt chính Pháp qua bên kia thì trong từ điển Pháp có thêm chữ lơ con gái, mặc dù con gái là giống cái nhưng mà vẫn lơ con gái. Tại sao là con gái là lơ mà là la? À không, cái đó là cái đó không hỏi tại sao được, cái đó cái thói quen của người Pháp.
cũng như là cái bộ phận sinh dục đàn bà là lơ, mà bộ phận sinh dục đàn ông là la. Why? Cái đó là hết sức thắc mắc giờ. Thì cái đó là cái thói quen của họ thôi, cái thói quen của ngôn ngữ. Đó, có những cái là đực nhưng mà vẫn cái giống á là giống cái. Như vậy thì có một cái số quý vị thính giả, độc giả, khán giả của giáo sư Châu ở khắp nơi ngày càng gửi về rất là nhiều. Thì cho nên trong một bài nói chuyện giáo sư Châu từ nay về sau, chúng tôi thay trong tuần chuyển một số thư mà tòa soạn nhận được để gửi về giáo sư Châu, và trong để phù hợp cái buổi nói chuyện nào và vấn đề gì thì giáo sư sẽ đem cái vấn đề ra để trả lời cho quý vị. Right. Cho nên quý vị có thể gửi về info@baocalitoday.com, info@baocalitoday.com. Thì thưa quý vị, hôm nay thì giáo sư Nguyễn Châu không biết có cái... Có một cái câu hỏi của một mời giáo sư. Ở Canada. Thì cái vị Canada hỏi như thế này: xin được nêu lên thắc mắc của mình nhờ hai vị giải thích dùm. Trống tràng thành có viết khoa hay không? Trống tràng thành lung lay bổng nguyệt thì chữ tràng thành có viết khoa hay không? Khói cam tuyền mờ mịt thức mây, chín tầng gươm bảo trao tay, nửa đêm truyền hệt rằng ngày xuất chinh. Thì có phải bốn câu thơ này được trích ra từ chinh phủ ngâm của bà Đoàn Thị Điểm hay không? Câu hỏi thứ hai: tại sao bổng nguyệt bị lung lay? Có phải chăng ánh trăng rọi xuống mặt hồ và bị hồi trống thúc dục làm cho hồi còi thúc quân vang dội làm ánh trăng dưới mặt hồ lung lay? Tác giả muốn nhân cách hóa cho điều gì? Và câu kế khói cam tuyền mờ mịt thức mây, hai câu này ý tác giả muốn nói gì? Phải chăng tác giả kêu gọi người dân nhập ngũ tòng chinh để cứu nước trong khi tổ quốc lâm nguy? Thì ở đây đó, cái chính là cái câu thứ nhất. Thì đây là bốn câu 5 và 8 ở trong cái chinh phủ ngâm bản dịch của Đoàn Thị Điểm, và nguyên văn là của Đặng Trần Côn. Thì cái câu trống tràng thành lung lay bổng nguyệt khói cam tuyền mờ mịt thức mây á, thì cũng dịch đúng là cổ bề thanh đồng tràng thành nguyệt, phong hỏa ảnh chiếu quang tiềm vân. Thì dịch ra tiếng Việt là thế này: trống trần trên dải trường thành làm sao đồng cả ảnh trăng. Bởi vì sao? Âm thanh nó có cường độ cao, nó có tác dụng đến bầu không khí, nó làm cho cái không khí nó chuyển động. Không khí bị rung động cho nên ánh sáng cũng bị lung lay, bởi vì ánh sáng nó chiếu vào trong không khí. Và về phương diện tâm lý đó, thì cái bóng nguyệt lung lay này là do tâm của con người. Tâm con người đang xao xuyến, đang lo sợ trước cảnh chiến tranh, cho nên nhìn thấy cái bóng nguyệt nó cũng lung lay. Cái lung lay này là từ trong cái tâm mà ra. Còn cái mà khói cam tuyền mờ mịt thức mây, thì tại sao mà gọi là cái khói cam tuyền mờ mịt thức mây? Thì ta trở lại một chút, Việt Nam mình á, trước đấy đó, trước khi mà có máy bay này bom nào này nọ đó, thì Việt Nam thường dùng hai chữ khói lửa để chỉ chiến tranh. Thì vì sao mà dùng chữ khói lửa để chiến tranh? Là vì ngày xưa đó, cái phương tiện truyền tin chưa có, những máy chưa có iPhone ở đâu, cho nên các đài phóng hỏa để báo động, báo nguy cho kinh đô. Thì có hai cái là: thứ nhất, họ xây những cái đài rất lớn trên chỗ cao, ban đêm á, muốn báo động thì đốt lửa, bởi vì đốt lửa thì ở xa có 10 dặm là người ta nhìn thấy. Ban ngày á, thì phải xông khói lên đốt lửa, mà dùng cái chất gì, cái chất lá này nọ để cho khói nó lên trên trời. Thì ngày xưa đó, ở cái theo như là giáo sư Hà Như Chi thì thế này: cái cam tuyền này á, là một cái vùng mà ở cách xa Tràng An khoảng độ 200 dặm. Thì bây giờ làm sao mà 200 dặm ngày xưa mà có thể truyền tin tới nhanh? Thì khoảng cách chừng 5 dặm hay 10 dặm ta đặt một cái chỗ mà để đốt lửa và xông khói. Thì cái thứ nhất, đốt khi có thấy có địch tới, có giặc tới thì ta đốt. Thì cái thứ hai, thấy đốt tiếp, đốt tiếp. Và như vậy trong một thời gian ngắn, thì ở Tràng An, tức như ở kinh đô, họ thấy được tin tức và họ sẽ đưa quân đi cứu viện, hoặc là chuẩn bị mà phòng
và chống lại với giặc. Còn cái chuyện mà Việt Hoa đóng trang cái trường thành của Việt Hoa hay không, thì nếu như theo như chúng ta là đọc ở trong này đó, thì trường thành này là một tên riêng, là bởi vì nó là Vạn Lý Trường Thành. Còn Cam Tuyền cũng là một tên riêng. Thì ở đây á, chúng ta có những cái vấn đề như thế này. Cái địa danh Tràng Thành thì vào thời Chiến Quốc đó, có các nước Yên, Triều, Tần, họ lợi dụng cái địa thế phía Bắc có nhiều núi non hiểm trở, và mọi nước họ đều xây một cái thành dài. Lúc đó chưa có chữ Vạn Lý Trường Thành, là mọi nơi chỉ có cái Trường Thành, thì chữ Trường Thành đó không phải khoa, là bởi vì Trường Thành chỉ là mức thành dài thôi. Thì năm cái nước đó, mấy cái nước mà ở phía biên giới phía Bắc đó, họ đều xây cái Trường Thành để làm chi? Để tránh cái giặc Hồ, tính cái gọi là Rờ Hồ, nó xâm nhập. Đến khi mà Tần Thủy Hoàng lên và dùng sức mạnh để chiếm hết cả 6 nước, tức như là trong truyền Tàu cái mừng Tần Thủy Hoàng tóm thâu lục quốc, thì khi mọi bức Trường Thành ngắn đó rồi đó, thì bây giờ mấy cái chỗ còn lại chưa xây, vì bây giờ thành một nước rồi, thì ông xây nốt mấy cái chỗ mà chưa xây đó, thành ra một cái bức thành dài. Và bây giờ người ta đo được đó, trong cái số hiện tại đó là 6.700 cái số. Thì như vậy là thành đó một cái bức thành gọi là Vạn Lý Trường Thành. Thì như vậy á, nó qua cái đây là một cái vùng Vạn Lý Trường Thành trở thành một cái chứng tích lịch sử của cái thời chính chiến 2.400 năm của cái Trung Hoa. Thì ở đây chúng ta cần nói thế này, sau khi mà đã trả lời rằng là Trường Thành và Cam Tuyền và Việt Hoa, bởi vì đó hai địa danh. Thế để cho nói rõ hơn, vì tại sao mà nói là đó là hai địa danh, là bởi vì khi ông Đặng Trần Côn ông mới viết cái Chuồng Trinh Phủ Ngâm, ông mới dùng bối cảnh là Trung Hoa và dùng luôn cả lịch sử của Trung Hoa. Cho nên ở trong đó chứng minh rõ ràng là như thế này. Trong các câu thơ thì chúng ta ông còn nói này, bến Hàm Dương này, bến Tiêu Tương này, ví dụ như là chỗ Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, bến Tiêu Tương thiệp hải trống sang. Đó, rồi có Bạch Thành, nay hãng xuống Bạch Thành động lại, mai hồ vào Thanh Hải dòm qua. Đó, thì tất cả những cái địa danh đó đều là nằm trong Trung Hoa cả. Cho nên khi mà chúng ta viết chữ Trường Thành và Cam Tuyền thì phải viết Hoa, bởi vì đó là địa danh. Thì ở đây cũng có một cái điều mà cần phải nhắc những người Việt Nam hay đi qua tàu du lịch. Thì mình tới Bắc Kinh thì nó xôn xao, nó có đề những cái câu như thế này: bất đạo Trường Thành phi hảo hạng, và khiến cho nhiều người Việt Nam nhột nhạt phải đến Trường Thành để mà làm hảo hạng, chứng tỏ mình hàm hảo hán. Nhưng mà không ngờ như vậy mang cái nhục. Bởi vì sao? Không thấy thâm ý của người Tàu khi đặt ra hai chữ hảo hán. Chữ hảo hán có nghĩa là một cái người anh hùng, một người hơn người. Để Việt Nam mình nhập cái chữ hảo hán đó vào và nói rằng làm hảo hán. Bởi vì chỉ có hán mới hảo thôi, còn người Việt đâu có hảo được. Hảo là tốt, Hán người Hán. Hán là người Hán, cho nên khi đặt đi chỉ có người Hán mới hảo thôi. Đó, mình lên cái đó vô mình ôm vào trong người mình, nói tôi là một hảo Hán. Rồi mất quốc tịch rồi. Bị cướp quốc tịch vào đây. Từ dân này chứ. Đó. Cho nên khi mà hàng cái câu này là câu để gì? Để mà người ta mua vé, người ta đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Đó. Thành đức phải có người phải sáng suốt một chút. Bất đạo Trường Thành phi hảo Hán. Nếu đi ra Trường Thành để một làm một người tàu tốt thì tới chi? Nó bất đạo Trường Thành thì vì việc hán thì việc hảo thì được, hảo việc. Để, cho nên cái chữ hảo hán này, cái thâm ý của nó là chỉ có người tàu mới hảo. Dạ. Yeah. Rất là thâm độc, phải không? Thâm chứ, cái rất thâm lắm. Yeah. Bởi vì có nhiều chữ nó thâm lắm. Thâm lắm. Nhưng mà mình á là cứ thấy cái chữ hay đó mới dùng thôi. Thưa quý vị, có nhiều người hỏi chúng tôi giáo sư Nguyễn Châu có phải là học giả không?
thì chúng tôi cái chuyện đó thì tùy quý vị, nhưng mà chúng tôi biết giáo sư Nguyễn Châu trước đây là một giáo sư văn triết các trường trung học và đại học tại Việt Nam, và giáo sư trước năm 1975 đã tu nghiệp bên Pháp tại trường đại học Sorbonne của Pháp. Tôi quen biết được giáo sư cách đây khoảng trên 20 năm. Tôi ta thú thật một câu chuyện thế này. Lúc đó tôi đang làm chủ bút tờ Thị Trường Tự Do, thì khi tòa soạn mời giáo sư Nguyễn Châu vào làm việc tại tòa soạn, thì thưa quý vị, chúng tôi sau một vài lần nói chuyện, đọc một bài viết của giáo sư, chúng tôi đã đành khoanh tay và cúi đầu. Chúng tôi nói rằng khi mà giáo sư viết cái lĩnh vực này thì em xin phép treo bút. Đến nay trên 20 năm sau, anh em gặp lại và cùng làm việc lại với nhau, chúng tôi mới dành cho giáo sư một sự kính mến. Bởi vì kiến thức đó, chúng tôi thưa với giáo sư, cái kiến thức đó rất là cần thiết cho con người, đặc biệt con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bởi giữa cái lúc mà chữ nghĩa lộn xộn, giữa cái lúc mà cái di sản Việt nó bị mai một, thì cái việc mà chúng ta không dám nói thay mặt đất nước, thay mặt con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam để xây dựng lại nó. Nhưng mà chúng ta cùng với nhau có những cái thao thức, có những cái thao thức chúng ta cùng với nhau cùng làm để cho dựng lại cái sự chính xác của ngôn ngữ, ngữ và nghĩa trong tiếng Việt, cũng như dựng lại cái di sản Việt mà cha ông ta qua cái hành trình sống trên 4.000 năm để lại cho mình. Chúng tôi đặc biệt trân quý những cái sự góp ý của nhiều vị thức giả trong và ngoài nước. Có những vị giáo sư từ Việt Nam, có những vị thức giả từ Úc Châu, có những vị thức giả từ Canada và nhiều ở Hoa Kỳ cũng liên tiếp gửi thư qua email về info@baocaditoday.com để chuyển những câu hỏi và chuyển bài vở về cho tòa soạn trong cái mục mà di sản Việt. Chúng tôi xin quý vị một điều, để cái công cuộc cùng làm với nhau, cùng với nhau, chứ không phải là với giáo sư Châu không, để công việc phục hồi di sản Việt, giữ gìn di sản Việt, giữ gìn sự tốt đẹp, chính xác của ngôn ngữ Việt, thì chúng tôi xin quý vị cùng, thứ nhất là giới thiệu cái chương trình này cho bạn bè, anh em, người quen, để họ cùng chia sẻ và chúng ta góp phần xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam. Thứ hai, quý vị có thể đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau. Quý vị có thể, bây giờ rất là dễ, quý vị có thể viết bài gửi về. Hoặc là quý vị cũng có thể, nếu mà quý vị muốn nói, thì quý vị rất là dễ, phải không thưa quý vị? Chỉ cần một cái camera nhỏ. Quý vị thu cái, ngồi đó trước cái camera, quý vị thu cái bài nói chuyện quý vị gửi về. Hoặc là quý vị cũng có thể thu bằng cái audio, chỉ một cái cell phone quý vị, ngồi một buồn, một lúc nào có tâm sự vấn đề gì, quý vị bật cái phần nói và ghi lại cái lời phát biểu của mình, gửi về. Chúng tôi rất trân trọng để phổ biến những cái điều đó của tất cả quý vị, những công trình tất cả quý vị. Bởi vì cái chuyện này là chuyện không phải của một người. Là công việc này là công việc chung. Dạ. Còn những cái người mà còn thao thức trách nhiệm đối với quê hương và dân tộc thì nên đóng góp để chúng ta có một cái công trình chung. Và trước mắt đó là giải tỏa những cái gọi là khó chịu, những cái bất bình mà chúng ta không biết trao đổi với ai. Trong sau một thời gian nào đó, với cái lượng bài đủ để ấn hành một cuốn sách, chúng tôi cũng có dự định tài liệu chúng tôi có dự định nhờ quý vị edit lại, biên tập lại, cập nhật hóa lại để trở thành một cuốn sách, và chúng tôi phát hành dưới hai dạng. Một dạng e-books online, để quý vị có thể từ đâu, tại Sapa, tại bán đảo Scandinavia, tại Alaska và tại ở Nhật Bản, bất cứ chỗ nào trên hành tinh này quý vị cũng đọc e-books được. Chỉ cần mở cái laptop, chỉ cần mở cái cell phone, quý vị có thể đọc, nghe những cái cuốn sách này. Và cái thứ hai là chúng tôi sẽ phát hành những cuốn sách để bỏ trong các thư viện của Hoa Kỳ. Và nếu có thể được, chúng ta sẽ bỏ trong một số thư viện trên quốc tế, để chi đó, ở các em trẻ sau này lớn lên nó còn có cái dấu vết của mình, nó còn có cái tham khảo của mình. Thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được một phần nào đó trong cái mong muốn của mình.
Và đặc biệt chúng tôi xin quý vị, tất cả quý vị góp một bàn tay để cùng với giáo sư Nguyễn Châu, để cùng với chúng tôi để tạo ra một cái phong trào để giữ gìn, phát triển di sản Việt của chúng ta. Trước khi chúng ta kết thúc ngày hôm nay, có thể mời giáo sư có lời kết luận ngày cho cái đề tài ngày hôm nay, thưa giáo sư. Thì hôm nay chúng ta nói được bốn chữ là chữ bức, chữ xúc, chữ giáo án và chữ đáp án, là để gì? Chúng ta góp phần để cho cái người có trách nhiệm về ngôn ngữ, về văn chương, về chữ nghĩa quan tâm và coi lại vấn đề. Thì đó là cái ước mong và cái thao thức của cái người phụ trách chương trình. Và cái sự đóng góp của cái quý khán thính giả, của các cái bậc trí thức cùng thao thức, cùng một thao thức, thì cứ gửi về và chúng tôi sẽ phổ biến những cái điều của quý vị ở trên cái làn sóng này. Trong cái ngoài cái nhiệm vụ truyền thông, một cơ quan truyền thông phải làm, chúng tôi hy vọng cái chương trình của giáo sư Châu đi vượt qua cái lĩnh vực mà truyền thông và tin tức, và vượt qua lĩnh vực truyền thông đơn thuần, và chúng ta sẽ có thêm một số chương trình khác để quý vị cùng chúng ta xây dựng cái ngôi nhà Việt Nam về mặt văn hóa, về mặt phong tục tập quán, về mặt ngôn ngữ, trở thành ngôi nhà tráng lệ, chứ không phải để trở thành nó một cái liều rách nát và tồi tàn. Không phải mà... không phải là tráng tiêu tàn, đây xây dựng bừa bãi. Ví dụ như là xây những cái nhà mà không đúng cái nhà Việt Nam. Ví dụ như là những cái vật, từ vật liệu cho đến cái cung cách trang trí và cái nội dung. Cho nên cái chắc vá mà nó không có đồng bộ, không có cái sự mà hòa điệu giữa các cái kiến trúc. Ví dụ bây giờ trong một cái thành phố, ví dụ như Việt Nam mà xây cái nhà 50 tầng để làm cái gì? Trong lúc đó thì các nước văn minh khác là người ta muốn ở nhà trệt, bởi vì mỗi lần mà lên cho tới tầng thứ 5 á thì rất là phiền phức. Mà Việt Nam mình á, là không có điện thường xuyên, không vững vàng về điện, mà cái nhà 50 tầng mà tắt điện thì có nước chết thôi. Cho nên á, không có gì đâu, bắt chiếc thạch xanh lý thông lên, thả dây xuống leo lên. Không, thì không, nhưng mà khi đó có sẵn dây đâu. Cho nên sau này chúng ta sẽ thấy thế này. Bây giờ nhưng là ví dụ như người Pháp vừa được một cái giải Nobel về kinh tế, thì chúng ta thấy thế này, Việt Nam mình hiện tại đang đặt vấn đề làm sao mà thoát trung. Thoát trung liệu có còn sống nổi không? Là bởi vì cái ảnh hưởng mà theo như báo chí bên Việt Nam thì 95% cái nền kinh tế lệ thuộc vào Tàu. Thì tại sao chúng ta không trở lại với cái thời mà của Nguyễn Khuyến, khi mà giả vờ nói rằng khách tới nhà mà không có gì hết á, để trình bày một cái đơn vị kinh tế gia đình. Đã bị lâu bạc tới nhà, trẻ thời đi vắng, chờ thời xa. Thì bây giờ đây là đơn vị kinh tế gia đình này, áo sâu nước cả không chạy cả, vườn rồng rào thưa khó đuổi gà, mướp chữa ra hoa cà mới nụ. Thấy chưa? Tức nhiên đó là một cái đơn vị kinh tế mà từ ngàn xưa mỗi gia đình đều có, không cần đi chợ, vẫn có đầy đủ, cái ao là luôn luôn có cá trong vườn thôi, rồi trồng đủ thứ cây ở trong đó. Cho nên mỗi một cái nhà là có cái đơn vị kinh tế tự túc rồi đó. Thì tự nhiên đấy, không thể nào mà chúng ta có thể chết đói khi trong nhà chúng ta có cái vườn, có trồng khoai, trồng sắn đủ hết tất cả các thứ, những cây mà rất là dễ mọc. Cho nên á, cái nền kinh tế lệ thuộc là bởi vì chúng ta muốn sản xuất được nhiều cho nhanh để bán lấy tiền, cũng là do cái ham tiền, ham giàu mà làm cho cái xã hội nó đảo điên và lệ thuộc Tàu. Tàu thì cũng là muỗng to, cho nên làm giả gạo cũng giả, trứng cũng giả, cái gì cũng giả hết, và chất độc là truyền qua. Cho nên cái nhắc nhở cho cái chuyện là người Việt có thể tự túc kinh tế một cách dễ dàng. Đó là một đề tài khác nữa thưa quý vị. Chúng tôi trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Cảm ơn giáo sư. Chào ơn. Xin kính chào quý vị.